quý vị, những ngày đầu tháng 9 cùng với nhân dân cả nước, đồng bào dân tộc Khơ Mú trên địa bàn tỉnh đang hòa mình vào không khí phấn khởi của mùa thu độc lập trên mọi miền Tổ quốc. Người Khơ Mú đang nỗ lực phát huy tinh thần đoàn kết, thi đua lao động sản xuất, xây dựng nông thôn mới tại quê hương. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại bản Huỳ Lơi, xã Thanh Minh, thành phố Điện Biên Phủ. Lật trên tay những cuốn vở mới, niềm vui háo hức mong chờ ngày tựu trường đang hiện rõ trên khuôn mặt các em nhỏ. Dù ở hoàn cảnh cuộc sống nào, đối với nhiều gia đình đồng bào dân tộc Khơ Mú tại bản Huỳ Lơi, xã Thanh Minh, thành phố Điện Biên Phủ, việc tạo điều kiện cho con em mình được đến trường học tập đã trở thành ưu tiên hàng đầu. Ở miền núi, vùng sâu, vùng xa, cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số vẫn còn những khó khăn. Thế nhưng con đường đến lớp của trẻ vẫn rất vui tươi, rộn ràng bởi luôn nhận được sự quan tâm từ toàn thể cộng đồng. Trước hết là thay đổi trong nếp nghĩ của mỗi gia đình. Thì các cháu trước kia thì rất là khó khăn. Đi học nè, đường đất xa xôi, nếu xe đạp không có các cháu phải đi bộ. Nhưng mà bây giờ thì nhà nước cũng đã quan tâm, gia đình thì rất là quan tâm đến các cháu, tạo điều kiện cho các cháu đầy đủ hết. Không coi như cả dân, vận động cả dân là như thế, chứ không cháu nào bỏ học mà không cháu nào bị thất học. Bản Huỳ Lơi, xã Thanh Minh, thành phố Điện Biên Phủ có 43 hộ sinh sống với 100% là đồng bào dân tộc Khơ Mú. Hàng chục năm về trước, Huỳ Lơi là địa bàn có phần tách biệt với bên ngoài, cuộc sống của người dân còn nhiều khó khăn, kinh tế phụ thuộc vào cây ngô, cây sắn trên nương. Nhưng đến với Huỳ Lơi hôm nay, đường giao thông được bê tông cứng hóa, điện thắp sáng phủ khắp từng nhà, phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt, sản xuất của người dân. Trường lớp khang trang, rộng rãi, đón bước các em nhỏ tới trường. Thay đổi kỹ thuật nuôi trồng, sản xuất, hiệu quả kinh tế từ mỗi hộ gia đình dần được nâng lên. Giá trị của độc lập tự do càng thêm quý báu khi đồng bào được tự tay xây dựng cho mình cuộc sống văn minh đủ đầy. Bản Huỳ Lơi hộ nghèo thì mấy năm trước thì nói chung hộ nghèo thì cũng gọi là khá nhiều. Nhưng mà đến năm 2019, 2020, 2021 thì nói chung hộ nghèo của bản đã rút xuống là hiện nay là còn 2 hộ nghèo và 2 hộ cận nghèo. Thì năm 2020 này bà con sẽ cố gắng là 2 hộ này sẽ thoát nghèo. Năm đoàn thể của bản thì cũng đến tất cả hộ gia đình là động viên các hộ gia đình khó khăn để cố gắng làm ăn và phát triển kinh tế để xóa đói giảm nghèo. Ổn định được cuộc sống, đói nghèo không còn là mối lo thường trực. Đồng bào dân tộc Khơ Mú dần có điều kiện để nâng cao đời sống, chăm lo cho con cái học hành, phát triển. Cuộc sống của người Khơ Mú tại Huỳ Lơi hôm nay đã và đang thay đổi nhanh chóng nhờ dần loại bỏ những tập tục cũ, học hỏi được nhiều điều hay trong cách làm ăn và xây dựng nếp sống mới. Những năm qua, Đảng ủy, chính quyền và đoàn thể trong xã là luôn tuyên truyền, vận động và tập huấn cho người dân về áp dụng khoa học kỹ thuật và sản xuất, đưa các giống lúa mới vào sản xuất và các cái mô hình như là chăn nuôi và trồng cây ăn quả đến người dân, đặc biệt là người dân Khơ Mú. Và các cái dân tộc Khơ Mú cũng đã được tỉnh, thành phố đầu tư các cái đường giao thông, thủy lợi và các cái đường nước sạch. Và đến nay cái nhận thức của dân tộc Khơ Mú là được nâng lên rõ rệt và cái đời sống được ổn định và cái hộ nghèo đã được giảm theo cái hàng năm. Trong không khí phấn khởi của mùa thu độc lập trên mọi miền của Tổ quốc, một cuộc sống mới đang hiện hữu trên khắp bản làng dân tộc Khơ Mú hôm nay. Từ sự chung sức đồng lòng xây dựng cuộc sống mới, đời sống đồng bào Khơ Mú đang từng bước hòa mình vào sự phát triển, đổi thay của đất nước, vươn tới cuộc sống ấm no, đủ đầy.